Canly mừng năm qua Đắc Lộc, nâng cấp chúc năm mới phát tài. Kính gửi quý khách hàng, đối tác chỉ còn vài ngày nữa năm Quý Mão kết thúc, Giáp Thìn lại về, công ty taxi Hoàng Tâm và hợp tác xã vận tải Hòa Phượng. Xin kính chúc quý đối tác và quý khách hàng cùng toàn thể mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, như ý phát tài, gia đình gắn kết, sum họp đoàn viên. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi không ngừng phát triển hoạt động tối đa công suất, đáp ứng nhu cầu cho quý khách. Chúng tôi luôn giữ vững phương châm, uy tín, nhanh chóng, chuyên nghiệp, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Quý khách đang sở hữu xe ô tô cá nhân và có nhu cầu kiếm thêm thu nhập. Đừng bỏ qua cơ hội nâng cao thu nhập lên tới 20 triệu đồng một tháng cùng với GrabCar. Liên hệ ngay với hợp tác xã vận tải Hòa Phượng để được tư vấn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tài xế với quy trình đăng ký GrabCar nhanh gọn, đầy đủ pháp lý. Hòa Phượng Grab nhận hợp tác kinh doanh, cấp phù hiệu xe hợp đồng, hợp tác nhận quyền taxi, mở tài khoản Grab, lắp đặt định vị tận nơi, hỗ trợ xe kinh doanh đổi biển vàng. Đặc biệt chúng tôi còn hỗ trợ bán xe trả góp cho tài xế. Liên hệ ngay hợp tác xã vận tải Hòa Phượng luôn là lựa chọn thông thái cho tài xế. Hotline liên hệ 0911 633 633, địa chỉ số 238 Quán Nam, Hải Phòng. Kính chúc quý khách và đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.